1 tỷ 128 triệu cho căn hộ 2 phòng ngủ tầng cao. Cụ thể luôn là tầng 25 nha. View ở đây là view sông quán trường nè các anh chị. View sông quán trường, đây là khu vực cửa bé. Sông quán trường sẽ đổ ra biển. Đây đó là khu vực biển An Viên. Ở đây là thuộc phường Vĩnh Trường. Phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang nha. Phía xa xa kia đó chính là Vinpearl. Từ vị trí này đi về Vinpearl là khoảng 1 km thôi nha các anh chị. Và vị trí này nằm giữa bốn mặt tiền đường. Bốn mặt tiền đường, căn hộ, view biển, tầng cao, view sông rất là thoáng mát. Căn 2 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, với diện tích là 63,64 m². Đó, căn 2 phòng ngủ tầng cao, có một ban công, phòng khách rất là rộng và một khu vực loza. Căn này với giá là 1 tỷ 128 triệu, giá đã thanh toán 95% và đã bao gồm VAT. Nếu mà các anh chị thanh toán hết 95% thì sẽ được nhận thêm chiết khấu là 150 triệu. 150 triệu thì giá căn này chỉ chưa tới 1 tỷ thôi nha các anh chị. Mà nếu mà các anh chị mình không thanh toán đủ 95% á, mình thanh toán 50%, phần còn lại mình trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất là 0% á, thì sẽ được chiết khấu còn khoảng là 50 triệu thôi nha các anh chị. Chiết khấu 50 triệu và căn này giá VAT 1 tỷ 128 triệu vào tên trực tiếp chủ đầu tư, và em Châu đang làm trực tiếp với văn phòng chủ đầu tư, nên là nếu anh chị nào đang chưa có nhà ở tại Nha Trang, mong muốn có một cái căn nhà gần biển thuận tiện cho việc sinh hoạt, ăn uống, đi lại của con cái của mình, thì đừng phải lấy ngay căn này, vì căn này là căn dành cho chung cư nhà ở xã hội gần biển, gần chợ, gần trường học. Và bây giờ thì đây là căn C25-15. Vị trí căn này thì ở đâu so với mặt bằng tầng thì em sẽ đi ra cho anh chị mình quan sát luôn nha. Đây, đây là cửa thang máy nè. Ở đây có hai cái thang máy. Và phía đầu bên kia thì cũng sẽ có hai cái. Đây là căn tầng 15. Bạn đang ở đây nè. Đó, các anh chị thấy nào, vị trí mình đang ở đây. Thang máy mình đi ra. Ở đây sẽ có cầu thang bộ, hai cái thang máy, một cái cửa thoát hiểm ở phía này. Đó, để đi vào bên trong. Một cái dãy này thì tầm được 10 căn. 10 căn bên dãy này nha các anh chị. Bên đây sẽ có thêm một cái thang máy ở khu vực này. Tổng cộng là mặt bằng này mình sẽ có hai cái thang máy nha, bên này với bên này nè. Rồi thì đi ra, đây là căn của chúng ta ở vị trí này, gần với cửa thoát hiểm là C25 tầng 25. Bên này là chỗ phòng cháy chữa cháy, đây là cái chỗ thoát hiểm đầy đủ luôn nha các anh chị. Đó, đây là nhà để rác nè. Nhà để rác thì có hai cánh, nó không có gây mùi cho căn hộ nhà mình đâu. Cái này phòng tủ điện, đây là lối thoát hiểm, cảnh báo lên tầng 26 là tầng cao, mà khi nào có sự cố thì mình sẽ lên thôi, còn bình thường thì không có lên làm gì, đúng không ạ? Đó, thì căn của chúng ta là căn này là căn thô, căn trống từ chủ đầu tư luôn nha các anh chị. Sẽ có sẵn nội thất từ nhà vệ sinh, bồn xí nè, rồi lavabo, kính gương như thế này. Đó, thì các anh chị mình vào á, mình thiết kế lại, mình sẽ thay toàn bộ mới hết. Và ở đây là chính là khu vực không gian phòng khách nè, sofa, tivi, ban công và khu vực bàn ăn. Các anh chị có thể là để những cái tủ ở đây, tủ kệ giày. Còn bên này á, là khu vực bếp, cái bếp ăn này các anh chị để bếp hình chữ L, có một cái tủ lạnh ở khu vực này. Đây là khu vực hai phòng ngủ nha. Đó, phòng ngủ em bé và phòng ngủ của ba mẹ thì thiết kế nó cũng tương tự nhau thôi. Rồi, căn này 1 tỷ 128 triệu, chưa chiết khấu nữa thì tầm 998 triệu cho một vị trí vô cùng tuyệt vời gần biển. Nếu anh chị đang tìm kiếm một căn chung cư gần biển và mỗi anh chị chỉ mua được một căn thôi nha,
một căn để an cư đầu tư lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang, vị trí gần biển, sở hữu lâu dài. Rồi các anh chị mình thích căn này gọi ngay cho em Châu để được tư vấn về tiến độ thanh toán cũng như đi xem nhà trực tiếp. Số điện thoại em Châu 0907 063 246. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở những video lần sau.